Bà con, ai đang gặp các vấn đề về sức yếu, gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Hello, tôi David xin thân chào tất cả các anh em theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay mình rất là vui review, giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm. Đó là cái thiết bị nâng tiếng súp cho đồ cơ analog. Ở đây mình giới thiệu cho anh em chơi đồ cơ, ví dụ như là anh em chơi cái bàn mixer xuống cái lọc equalizer đó và xuống cái cốt cơ, thì đôi lúc nó bị lệch pha giữa súp và full. Cái tiếng súp không thì nó chắc, cái tiếng full không thì nó ok, nhưng mà khi chúng ta mở hai tiếng cùng một lúc thì cái tiếng súp nó bị mất đi. Đó là anh em không có thiết bị để chúng ta delay cái độ trễ lại của cái loa nào đi trước. Thì ở cái video này mình chia sẻ cho anh em một cái sản phẩm của chính hãng luôn, không phải độ chế, không phải hàng Việt Nam. Ok anh em, nó là đây, nó là cái sản phẩm của Behringer FBQ100. Đây anh em có thể xem gần. Cái này thì nó sản xuất ra cho cái tính năng là feedback, là chống hú, và kèm theo dynamic ở trong này. Ở trong này nó là có Locust tức là các bát, có gate, compressor và đặc biệt là có auto tune EQ để nó chống hú đó. Nhưng mình trải nghiệm thực tiễn con này chống hú lại không hiệu quả mấy, nhưng đặc biệt nó nâng tiếng súp cực kỳ càng cực ok. Tại vì sao mình nói như thế? Mình đã trải nghiệm sản phẩm này rồi. Các bạn xem qua kênh của Tuấn Viết thì các bạn cũng thấy mình rất là chân thực. Mình không cố bán những sản phẩm mà tự đẩy cái mắt ảo cho nó là một cái sự mỹ miều để bán chạy sản phẩm. Nhưng con này thực sự với anh em xài đồ cơ, ví dụ như tiếng súp chưa đạt mà mình không muốn xài đồ số, hoặc là mình không đủ kỹ năng để xài đồ số, nó rất là phiền phức, khó chỉnh rồi cái này cái kia, thì rất đơn giản. Cái đường nào mà anh em đang cắm vô cái men súp của anh em á, mà súp nó ra chưa hiệu quả, anh em chỉ cần rút cái đường đó cắm vào ngõ này, rồi sau đó lấy một dây khác chúng ta cắm ngõ ao này qua cái men súp của anh em, rồi anh em cấu hình sơ sơ theo cái hướng dẫn của mình, thì cái này nó sẽ nâng tiếng súp lên rất là đáng kể, và nó có tính năng delay out để chúng ta trễ cái súp lại. Ok, rồi mặt trước nó như thế này, rất là đơn giản nhưng nó làm cho tiếng súp rất là căng. Chúng ta chỉnh được cái pha giữa súp và full bằng cái tính năng delay ở trên này. Rồi Locust thì các súp thì chúng ta không dùng, chúng ta dùng súp mà đặc biệt là nó có gate đó. Nó có gate, chúng ta có thể gate nó lại cho tiếng súp chắc hơn ở khi chúng ta chơi DJ, remix, nói chung là nhạc sàn liên tục, và nó có compressor, chúng ta làm cho cái tiếng súp mình nó chắc hơn. Nên thành hãng nó sản xuất ra thì nó không có giới thiệu là cái nâng súp, nhưng mà về tay Tuấn David thì nó là một cái cục nâng cho tiếng súp cực kỳ hiệu quả. Ok, bây giờ mình sẽ sang tới cái phần mà sử dụng như nào để mình chia sẻ cho anh em nha. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta thực tiễn đây. Anh em nhìn thấy rất là rõ. Rõ không nhỉ? Rồi, để mình lấy nét lại nha. Rồi, ok. Thì cái sản phẩm nó đây. Đây là cái cục nguồn anh em. Cục nguồn nó có hai đầu. Giác này thì chúng ta cắm vào đây. Nó có cái chân của nó, cái khe dưới nó nằm phía dưới. Cái chân này nó có cái dấu như này nè. Đó. Chúng ta để cái phía ngạnh này xuống dưới. Rồi chúng ta cắm vào. Đầu còn lại chúng ta cắm vào điện nguồn 220. Rồi, như vậy là nó đã lên rồi đó anh em. Rồi bây giờ mình tới cái phần cái cách sử dụng nó nè anh em. Rất đơn giản. Bây giờ cái jack này, đây, nay anh em xài cái jack này thì anh em cắm vào ngõ đây. Đây các bạn cắm vô đây. Rồi. Đó là từ cái mixer của mình cắm qua đây, hoặc là từ cái cốt cơ của các bạn đang đánh súp mà nó không lực, chúng ta cắm vô đây. Rồi chúng ta lấy một dây nữa. Ba chân thì các bạn cắm vô đây, còn nếu các bạn 6 ly thì các bạn cắm vô đây. Anh em nào dùng rắc 6 ly thì có thể cắm 6 ly, cắm vô 6 ly và ra 6 ly, hoặc là cắm 6 ly ra canon, cắm canon ra 6 ly đều được hết. Rồi chúng ta lấy một rắc nữa, chúng ta đấu qua men lại.
jack đây cắm vào đây và đầu đây, đầu của cái jack đây này chúng ta ra men, ok chưa? Chi tiết luôn cho anh em thấy. Thì cái ngõ này nè, cái ngõ này nè chúng ta để ra hết bên ngoài, nhấn thả cho nó ra, nắc ra, nắc ra. Cái này chúng ta cũng thả ra luôn, thả ra bên ngoài á, không nhấn vô trong nha anh em, thả ra bên ngoài giùm mình. Cái volume này chúng ta mở nhỏ hết cỡ, không cần mở lớn. Phantom này không dùng nha, phantom này là dùng phantom 48V đó, lưu ý anh em không dùng phantom, tắt đi. Rồi mặt trước, chúng ta trở lại mặt trước, bây giờ chúng ta chỉnh cho tiếng sấp nè. Thì mặt định nó sẽ reset về như này, chúng ta muốn reset lại từ đầu là chúng ta nhấn giữ cái nút này. Rồi nó sẽ reset mọi thứ hết. Đó. Cái tính năng này á là nó dùng cho bộ feedback chống hú. Nhưng mà mình test thực tiễn rồi thì mình không triển khai cái bộ này cho chống hú, mà mình lại triển khai nó cho cái bộ nâng tiếng súp. Thì anh em hiểu cái tính mình rồi, mình rất là thật thà, rất là nói chân thật, không bao giờ thổi phồng cái sản phẩm nào cả. Con này chống hú thì tạm tạm, theo mình thì mình không có thích. Và mình triển khai cho nó là cái bộ nâng tiếng rất là hiệu quả. Rồi cái phần low cut nó đang ọp nè anh em, thì chúng ta cứ để ọp, bởi vì súp chúng ta không có chỉnh cho nó. Đầu tiên là chúng ta vào, chúng ta set delay. Nút này là nút delay. Khi anh em nhấn vào đây nó sẽ xanh lên và nó sẽ báo ba cái mức đồng hồ ở trên này. Nó sẽ báo ba cái nấc ở trên này. Đó, chúng ta thấy đây là chữ meter, bên đây là chữ feet và đây là chữ mset, tức là mili giây. Chúng ta chọn ở đây. Nó hiển thị bên đây. Ví dụ anh em muốn delay mà tính theo mili giây thì mình chọn mset và tính theo bàn chân là feet và tính theo mét ở đây. Đó. Rồi bây giờ mình quay, mình bấm bên đây cộng trừ. Cộng trừ muốn cộng nhanh á thì anh em nhấn cái nút cộng, xong chúng ta nhấn cái chữ trừ này vài cái cho nó chạy nhanh lên. Đây. Đó. Đó, rất là nhanh. Rồi, maximum luôn. Chúng ta muốn trừ lại, chúng ta nhấn cái trừ đây và chúng ta nhấn cái cộng bên đây, nhấp nó trừ về rất là nhanh. Rồi không. Chuyển qua mét cũng vậy. Mét chúng ta coi thì nó cộng được bao nhiêu. Đó. Nó có thể cộng lên tới, đó anh em xem đó, 59m. 59m tương ứng chúng ta trừ về lại. Được không? Rồi. Thì chúng ta chỉnh như nào? Anh em xem các cái cách mà mình chỉnh delay trên cái kênh của mình á. Thì chúng ta delay lại cho nó cái tiếng sub mình nó hòa quyện với cái tiếng full nhất, nó căng nhất có thể. Rồi sau đó chúng ta để cái delay. Chúng ta xuống chỉnh phần gate. Gate ở đây. Gate bình thường nó mặc định nó là mình tắt đi là mình nhấn trừ. Nhấn trừ đây. Mình nhấn cả đỏ cộng ở đây. Đó, là cho nó về off. Chúng ta không gate thì chúng ta để off. Còn bây giờ chúng ta muốn gate cái tiếng sub của mình cho nó lấy cái ngọn, đánh nhạc DJ, bảo vệ loa một chút, thì chúng ta tăng dần lên ở ngưỡng 77 hay là 70 gì đó. Rồi. Rồi com bên đây. Com bên đây đó. Com bên đây nó có hai thông số. Cái đèn xanh này á thì các bạn để cho mình nó khoảng vào, nó maximum nó khoảng tầm 1000 nè. 1000. Bạn các bạn để cho mình khoảng 500 thôi. Khoảng 500. Đó. Rồi cái thông số dưới chúng ta nhấn cây com này một lần nữa. Ở dưới này chúng ta để 50. Rồi xong. Còn cái low cut này chúng ta không cut. Rồi bao nhiêu đây? Còn cái volume này là chúng ta nên để hết maximum nha. Vặn sang cái chiều bên phải này này đó. Chứ không có để bên này, không có để giữa mà cũng không để bên này. Chúng ta vặn hết bên này. Rồi xong rồi chúng ta, nó tự lưu, nó không có mất. Mình muốn khóa lại thì mình nhấn cái nút này. Low cut ở dưới này nó có chữ lock nè. Đó, nó có chữ lock nè anh em. Đó, anh em nhấn lại. Nhấn cái chữ cái nút này vô, nhấn giữ. Khi nào nó nhá đèn ở trên, nó chạy đèn ở trên đó. Đó, rồi xong rồi nó lock rồi đó. Chúng ta không có làm gì được nữa đó. Không làm gì được nữa. Rồi chúng ta tắt mở nguồn lại xem. Đây. Mở nguồn lại. Thì nó đã mở khóa lại hả? Khi anh em mở nguồn lại thì nó mở khóa lại. Muốn khóa lại chúng ta nhấn vào cái lock đây. Đó. Chúng ta nhấn vào cái lock thì nó khóa. Rồi, mở khóa chúng ta tiếp tục nhấn vào lock cho nó chạy đèn xanh ở trên đầu đó. Rồi mở khóa.
bao nhiêu đó thôi, là bảo đảm anh em là cái tuyến súp rất là căng. Tất nhiên là nó hay hay dở là nó phụ thuộc vào cái củ súp của mình nữa, nhưng mà anh em có một cái thùng súp rất là ok rồi, người ta đánh rất là ok, nhưng mà về tay mình đánh nó cái bẹt 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 như thế nào đó là do nó bị lệch pha nhiều thứ nữa. Trong này nó có delay cho anh em nè. Đó rồi, để chỉnh cái delay này á, thì mình chia sẻ cho anh em một cái như này nữa. Đây, ví dụ như chỉnh full và sub đi, thì bây giờ á, mình chia sẻ cho anh em á, là cái loa sub là phía dưới này, cái loa full là đây. Thì anh em cố tình để cái full thụt về phía sau nhất, có thể nhiều nhất có thể, chúng ta thụt về sau nữa. Để chi? Để chi cho cố tình để cho cái sub nó đi trước, rồi sau đó chúng ta sẽ delay cái sub lại. Ok, anh em hiểu ý mình không? Rồi. Thì vừa qua đó là mình review sơ qua cho anh em xem cái bộ sản phẩm này. Có nghĩa là khi anh em đánh đồ cơ mà chúng ta không chỉ được pha giữa sub và full của các anh em, thì anh em dùng cái bộ này. Chúng ta cố tình để cái loa full lệch về sau, giống như mình review lúc nãy mình quay cái loa full cho anh em xem đó. Bình thường chúng ta có thể để loa full sát mặt trước này, mặt trước đây nè. À, bình thường chúng ta để thụt ra sau nhất có thể, để chi? Để cố tình đưa cái sub, cho cái sub này nó đi trước, rồi sau đó chúng ta delay lại, nó đồng pha. Bởi vì một số anh em là cứ hỏi là làm sao để cách nào chúng ta biết sub và full đi trước, thì chúng ta dùng smart line để mà đo. Nhưng mà cái quá trình đo đạt có thể nó tốn thời gian và nó thêm cái trình độ hiểu biết anh em mới đo được, cũng như là phải có micro đo, phải có sao cạc cộng với phần mềm cài trên máy tính. Thì ở đây mình chia sẻ cho anh em làm số bình dân đột cơ, nên thành chúng ta không cần phải đo. Chúng ta để loa full ra sau nhất có thể, thì lúc này cái loa sub nó sẽ đi trước. Cái sub đi trước thì chúng ta chỉ delay lại bao nhiêu thôi, ít hay nhiều thôi. Thì khi đó anh em nhấn cái nút delay lúc nãy mình chỉnh chỉ đây này nè, rồi mình bấm cộng theo cái ms mili giây á. Mình vừa bấm cộng nhưng mà phải có người đứng trước loa của mình nghe, chứ mình đừng có đứng ở chỗ mình chỉnh mình nghe nó không đều, nghe tiếng súp lực nhất có thể rồi chúng ta dừng. Ok, thì cái sản phẩm này mình giới thiệu cho anh em, đó là mình cung cấp cái sản phẩm này của chính hãng Behringer, bảo hành 12 tháng. Anh em cũng có thể mua nhiều nơi khác, nhưng mà xem cái video này rồi thì anh em nhớ mua ủng hộ mình, bởi vì mình là người khai phá đầu tiên cái sản phẩm này cho cái tính năng nâng tiếng súp. Hãng nó sản xuất ra thì họ chỉ tính tới cái vấn đề là feedback, tức là chống hú tự tìm tần số IQ. Ở đây là nó có bao nhiêu tần số nó làm đèn này nè, nhưng mà mình lưu ý anh em là không dùng một tính năng đó. Khi cái đèn light này sáng lên nó sẽ tự động nó cắt hú, mình không dùng. Anh em tắt cái đèn light đó, cái đèn light lúc nãy mình quay video anh em thấy đó, cái light đó mình bỏ đi. Mình chỉ dùng nó là delay, gate và compressor rồi là xong. Các nút ở sau, mặt bằng nút ở sau volume này không dùng. Đó, các nút sau chúng ta thả ra hết, không có nhấn vào nút nào hết. Nếu lỡ chúng ta nhấn kiểm tra thử, nhấn vào và nhấn ra, rồi chúng ta thả ra ngoài hết. Rồi, volume trước chúng ta vặn maximum sang bên phải. Vặn sang bên phải hết cỡ, rồi. Như vậy là xong. Rồi, mình đã test sản phẩm này rất là ok. Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên sở hữu cái sản phẩm này là mình bán cho anh em huề vốn không lời. Ba người đầu tiên điểm danh nha, ba người đầu tiên chốt sản phẩm này mình sẽ bán đúng cái giá mình phân phối hàng và mình không lời. Ok anh em, gọi là cái cục nâng tiếng cho tiếng súp rất là ok. Từ hồi giờ anh em xài đồ cơ chỉ cần rút cái dây bên men cắm vào đây, lấy một sợi dây cắm từ đây qua men, rồi chúng ta chỉnh ra cái thông số trên này, chắc chắn một điều nó sẽ làm cho súp anh em căng lên. Nhưng với điều kiện là cái súp anh em nó còn cũng ok, cái củ súp nó cũng ok, cái men nó cũng ok, chứ không phải là cái súp nó tè le bắt nhè mà nó qua cái cục này nó hay lên được. Anh em hiểu vấn đề không? Có nghĩa là cái loa của mình khi cái nhà bán hàng á, hoặc là ở cái dàn khác đánh rất là căng, nhưng về mình cái đồ mình nó không có xử lý được cái pha giữa súp và full, nghe nó cà phẹt, nó bị ngược pha, bị lệch pha như thế. Bây giờ chúng ta qua cái hộp này nó xử lý lại. Đó là ok. Khúc đầu mình rao cho anh em là bà con ai có các vấn đề về súp yếu á, gọi cho tôi cam kết chữa khỏi, nhưng mà không phải 100%, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ nhào vô đi, anh em nào xung phong là ba người đầu tiên để Tuấn David chia cho cái vốn bộ sản phẩm này nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem cái video review sản phẩm này rất là nhiều. Anh em nhớ like video, đăng ký kênh và chia sẻ video cho người khác nha. Anh em cần nhu cầu về sản phẩm thì liên hệ mình, số điện thoại mình để trên màn hình từ đầu tới cuối video. Ba người đầu tiên sẽ được chia vốn cho bộ sản phẩm này. Ok, chào tạm biệt anh em.